Phần bảo vừa phương lai sau khi đứng Như Lai diện độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa nhận đến một bài kệ một câu một niệm tùy đó ta cùng thủ khi đạo vô thường chính đẳng chính giác cho. Nếu lại có người tu trì đồng cùng giải nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa nhận đến môn bài kệ đối kinh điển này cũng kính xem như và các thứ cúng vàng hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốn lòng lúa tràng phan đi phục phí nhàn. Nhận đến chăm tay cung kinh vừa phương nên biết các người trên đó đã từng cùng vàng mời muôn ứng phân cho các đấng phân thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Vừa phương nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vì Phật nên chi các người trên đó ở đời vì lai ăn được làm phận, vì sao nếu có gà tiền nam người tiền nữ nào ở nơi kinh văn hoa nhận đến một câu thu thì đồng tùng giải nói biên chép ca thơ cũng giảng kinh quyển hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lùa tràng khoan y phục kỳ nhà chấm tay cùng kinh người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng trùng phùng. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác vì thương xót chúng sinh mà nguyện sinh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa. Hương lai người tròn hay thu trì và các thứ cúng vàng vừa phương nên biết người đó từ bỏ nghiệp bao thanh tịnh sau khi ta diện độ vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiền nam người thiền nữ đó sau khi ta diện độ có thể riêng vì một người nói kinh pháp hoa nhận đến một câu phải biết người đó là chữ của Như Lai đức Như Lai sai làm việc của Như Lai cũng là ở trong đại chúng rộng vì người nói vừa phương nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong
phần thường chê mắng phần tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời giữ chê mắng người tại gia hay xuất gia, đồng tùng kinh pháp hoa tội đây rất nặng. Vừa vương có người đồng tùng kinh pháp hoa phải biên người đó dùng đức trang nghiêm của phần từ trang nghiêm mình thời đường Như Lai dùng vai mang quan người đó đến đâu mọi người nên nương theo làm lễ một lòng chấp tay cung kinh cung vàng. Con trong người thiên hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đón lòng nhiều tràn quan y phục đồ ngon trôi ca thơ kỳ nhà đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng vàng cho người đó. Nên cầm hoa bao trời mà rải cúng đó, nên đem đóng bao trên trời dẫn cho đó. Vì sao người đó hoan hỷ nói pháp dây la nghe pháp liền được rộn rào vô thường chính đẳng chính giác vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu phần đạo thành tựu trí tự nhiên thường phải chuyên cúng dường người thu trì pháp hoa. Có ai muốn mau được nhận tiết chúng trí tuệ nên thu trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay thu trì kinh diệu pháp liên hoa nên biết là chư phần thương nhớ các chúng sinh. Người hay thu trì kinh diệu pháp liên hoa xa bỏ cõi tâm tình thương chúng nên xin đây phải biết người như thế. Chỗ muốn sinh tự tại ở nơi đời an này rộng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phục báo trời đông bao tôn trân trời. Và người nói pháp đời hẳn sao ta diệt. Người hay trì kinh này phải chấm tay lệ kinh như cung giang thế tôn. Đồ ngon ngọt quận thường và các món y phụng cung giang phần tử đó mong được dây lắng nghe. Nếu người ở đời sau hay thu trì kinh này ta trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong môn kiếp thường ôm lòng chẳng lành đó mặn mà mắng phong mắt vô lượng tội nặng. Có người đồng tụng trì kinh diệu pháp hoa này dây la dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Có người cầu phần đạo mà tay ở trước ta dùng vô số kệ khen do vì khen phần vậy được vô lượng công đức khen người người trì kinh phước đây lại hơn kia. Trong 80 ứng kiếp dùng sáng thanh tối diệu và cùng hướng về tung cung vàng người trì kinh cúng vàng như thế rồi mà đường trong lắng nghe thời nên tự mừng vui tay ta được lời lớn dưỡng vương nay bảo ông. Các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tồn thư nhấn lúc bây giờ vẫn lại bao ngày dưỡng vương đại bồ tát. Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ứng đã nói hiện nói sẽ nói mà ở trong đó kinh pháp hoa rằng là khó tin khó hiểu. Giữa vương kinh này là tạng bí yếu của ca đức hoàng chẳng có
chia bùa vòng trao cho người kinh. Đây là của Can Đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện phải còn nhiều kẻ oán ghê muôn là sao luân phần diệt đồ vừa phương nên biến sau khi Như Lai diệt đồ người nào có thể biên chém thu thì đập tống cúng vàng về người khác mà nói. Thời được Như Lai lấy chùm đó lại được Can Đức Phật hiện tại ở phương Can hộ trì cho người đó có sức tinh lớn và sức chi nguyện càng sức căn lành phải biết người đó cũng Như Lai ở chung. Được đứng Như Lai lấy tay xoa đào vừa vương nơi nơi chỗ chỗ hoàng nói hoàng đồng hoàng tùng hoàng xếp hoàng cho có quyền kinh này đều nên dựng tha bằng bài tư báo cho tổn cao rộng đêm để chẳng cần để xa lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi, tâm đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lòng lùa tràng phán ký nhà ca tùng để cúng dường cúng kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được khóa mà này mà lệ lại cúng dường phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác vừa vương cô rất nhiều người tại gia cùng xuân gia làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tùng biên chém thủ trì cung gian được kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chứng chứng nào cầu vấn đạo hoằng thay hoằng nghe kinh pháp hoa này nghe trong kinh hiểu thụ trì nên biết người đó được gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác vừa vương thí như có người cảnh tìm nương ở nơi gò cao kia coi đào tìm đó vân tay đất cô biết rằng nước còn tan ra công đào không thôi lần thấy đằng ước rồi lần thấy đến bụng tâm người đó quyết chắc biết rằng nương ăn gần Bồ Tát cùng là như thế nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tầm kinh pháp hoa này phải biết người đó cánh đạo vô thượng chánh đang chánh giá còn xa nếu được nghe hiểu suy gắm tu tâm kinh này thời chẳng biết được gần vô thượng chánh đẳng chánh giá vì sao vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giá của Bồ Tát đều thuộc kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thần tạng kinh pháp hoa này xa kính nhìn sau không có người đến được mấy phân vì giao hoa để thành tự Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược phương nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là Bồ Tát mới phán tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là hàng tăng thượng mạng. Dược phương nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đứng Như Lai diệt đồ muốn vì hàng bốn chung mà nói kinh pháp hoa này thời phải nói
cánh thế nào người thiền nam thiền nữ đó phải vào nhà Như Lai mặc y Như Lai ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sinh y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục tòa Như Lai chính là nhật thiết pháp không an trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trẻ vì các Bồ Tát và bổn chúng rộng nói kinh pháp hoa này vừa phương bây giờ ta ở nướng cá sai hàng hỏi nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đông ta cùng sai hóa tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng bà Di nghe người đó nói pháp các người biên hóa đó nghe pháp tinh nhân thuần theo không hề trái nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần càng khác bà tu la vẫn vẫn nghe người đó nói pháp ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thắng ta nếu ở trong kinh này quên mất câu lôi ta lại vì nói cho đó đường đầy đủ bây giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng muốn bỏ tính biến lời nên phải nghe kinh này có được nghe người tin nhận cũng có như người khác cần nướng soi đạo nơi gò cao vần thay đấng khô rao biết cách nước còn xa lần thay đất hương buồn quyết chắc biết gần nước vừa vương ông nên biết ca người như thế đó chẳng nghe kinh pháp hoa canh trì vẫn gần xa nếu nghe kinh sau này quyết đo pháp thanh văn đây là vua các kinh nghe xong suy gầm kỳ phải biến rằng người đó gần nơi trí tuệ phật nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không trần rộng vì người giải nói từ bi lớn làm nhà ý nhu hòa nhẫn nhục ca pháp không làm tòa ở đó vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ăn mắng dao gậy ngoài đã đánh nhớ phận nên phải nhìn ta trong muôn ngưng coi hiền thân sanh bền chân trái vô lượng ứng kiếp vì chúng sinh nói pháp sau khi ta dìa đồ nếu hay nói kinh này ta sai hóa từ chúng tỳ kheo tỳ kheo đi và nam nữ thanh tình cúng dạng nơi pháp sư dần dần cản chúng sinh nhóm đó kiến nghe pháp nếu người muốn làm hại giáo gây cùng ngôi đa thời khiến người biên hoa giữ gìn cho người đó nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng về lặng lẽ không tiếng người đồng tụng kinh điển này bây giờ ta vì hiền thân thanh tình sáng suốt nếu quên mất chương cố về nói kiến thông thuần nếu người đủ đứng này hoặc vì bốn chúng nói chỗ văn đồng tụng kinh đều được thấy thân ta nếu người ở chỗ văn ta sai trời lòng vương giả xóa quý thần thay vì làm chứng nghe pháp người đó
dài công trời.